Vâng, kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp và kính thưa tất cả các bạn đang tham dự tại hội trường giảng đường 3 này cũng như đang tham dự online. Kính thưa anh Viên, bác sĩ Tuyến và các báo cáo viên, thì như thành một cái thông lệ thì hàng năm Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một cái hội thảo khoa học và phương hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay. Thì năm nay sau một cái năm dịch thì chúng ta quay trở lại on-site. Thì trong 3 ngày thì chúng ta sẽ có một ngày pre-congress dành cho các phiên khác nhau. Thì tại hội trường này, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tim bẩm sinh, một cái chủ đề khá là hẹp và cũng không phải được nhiều người quan tâm. Thì và đặc biệt hôm nay chúng ta lại nói về một cái chủ đề khá là khó trong bệnh tim bẩm sinh, đó là tim một thất. Tuy nhiên sau khoảng 15 năm tôi tham gia vào cái chuyên ngành tim mạch nhi thì rõ ràng là cái tiếp cận của chúng ta với cái tim bẩm sinh một thất này nó hoàn toàn khác. Trước đây khi tập chứng vào nghề thì nghĩ là tim một thất thì có lẽ là cái bản án hoặc là bản tử và chúng ta không làm gì. Cho đến hôm nay thì rõ ràng là cái câu chuyện chúng ta đã khác. Và để cập nhật lại tất cả những cái hiểu biết cơ bản cũng như những cập nhật đặc biệt là trong lĩnh vực chẩn đoán từ bào thai đến thông tim can thiệp, thì hôm nay khoa phẫu thuật tim mạch trẻ em Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi hội thảo tim một thất, chúng ta đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Thì đến dự buổi hội thảo này, tôi xin trân trọng kính giới thiệu anh, người đàn anh, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh TV, trưởng khoa điều trị ngoại của Viện Tim. Xin giới thiệu tiến sĩ Lê Kim Tuyến, giảng viên bộ môn nội của Đại học Phạm Ngọc Thạch. Giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Cao Đăng Khang, là trưởng khoa phẫu thuật tim trẻ em Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Trung là bác sĩ của khoa phẫu thuật tim trẻ em Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ bác sĩ Phan Văn Thuận Nguyên là bác sĩ của khoa phẫu thuật tim trẻ em và hiện giờ đang bay ra chinh phạt miền Trung là ở Đà Nẵng. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có các bài báo cáo. Đầu tiên sẽ nói về cái tổng quan tim một thất, và sau đó sẽ nói về siêu âm chẩn đoán bệnh tim một thất và đặc biệt cái chương trình đinh của trước khi giờ giải lao, đó là siêu âm bào thai chẩn đoán tim một thất. Bác sĩ thạc sĩ Đào Anh Quốc của khoa phẫu thuật tim trẻ em, xin giới thiệu bác sĩ Quốc cũng sẽ trình bày cái bài vai trò trong tim chẩn đoán can thiệp trong bệnh tim một thất. Sau đó chúng ta sẽ có khoảng 5 đến 10 phút để mà thảo luận ngắn. Chỉ có một số câu hỏi gọi là quan trọng nhất thì chúng ta thảo luận trong phần này. Sau đó chúng ta sẽ có một 15 phút giải lao. Và sau giờ giải lao thì chúng ta chuyển qua bài phẫu thuật về bệnh điều trị bệnh tim một thất do tiến sĩ bác sĩ Cao Đăng Khang trình bày. Và sau đó thì bác sĩ Trần Thị Thanh Thủy, bác sĩ Thủy chưa có ở đây, sẽ trình bày chủ đề về gây mê hồi sức trong bệnh tim một thất, những điểm khác biệt, mấu chốt. Và cuối cùng là bác sĩ thạc sĩ Hoàng Quốc Trung sẽ trình bày theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật phong tân. Cuối cùng chúng ta sẽ có các phần thảo luận dài. Như vậy, cái chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đi từ cái bào thai đến biểu hiện lâm sàng, đến định hướng, đến chẩn đoán và cuối cùng phẫu thuật cũng như là theo dõi và cái tiên lượng về lâu về dài. Đó là cái lý do vì sao mà chúng tôi đặt ra cái chủ đề của buổi sáng ngày hôm nay, đó là tim một thất, chúng ta đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Xin một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu vào trong chương trình chính. Thì theo phân công của ban tổ chức thì tôi là người đầu tiên sẽ trình bày cái bài gọi là bài cơ bản nhất để các bạn, một số bạn chưa có cái nhiều kinh nghiệm về tim một thất cũng như chưa có cái kiến thức nền tảng về tim một thất có thể hiểu được. Còn tất cả những cái gì gọi là quan trọng, cập nhật, hiện đại thì sẽ do các báo cáo viên sau, tôi chỉ là người làm nền. Thì đó là cái bài tiếp cận chẩn đoán và xử trí tim một thất chức năng.
Thì bài trình bày của tôi sẽ có 4 phần. Và thứ nhất là tổng quan về tim mục thất, thứ hai là tiếp cận chẩn đoán, thứ ba là tiếp cận xử lý và một số vấn đề thực hành. Ở đây chỉ là tiếp cận thôi chứ còn cái kỹ thuật thì sẽ được các báo cáo viên nói sau. Thì các bạn thấy tim mục thất đối với chúng ta thì có vẻ là như nó mới, nhưng mà trong cái bảo tàng ở cái vùng miền Trung của nước Đức, người ta có phát hiện được một cái chuyển từ một cái gọi là cái xác ướp từ Peru, và chuyển qua và ta nghiên cứu thì thấy rằng có một đứa trẻ cách đây 6.500 năm nó đã chết, và người ta nghĩ rằng những đứa trẻ chết này là do hiến tế. Trước đây người ta hiến tế cho thần mặt trời ở trên đất núi lửa ở cái vùng vùng núi Andes. Tuy nhiên khi mà người ta chụp CT, người ta quét qua thì người ta phát hiện đây không phải là một đứa trẻ nó chết theo cái nghi thức hiến tế, mà trong đó nó bị một bệnh tim bẩm sinh thường gặp nhất, đó là cái thiểu sản thất trái. Thì có thể đây là cái em bé đầu tiên lâu đời nhất mà chúng ta ghi nhận được có bệnh tim bẩm sinh một thất. Thì đó là cách đây khoảng gần 7.000 năm. Nhưng mà cái lược sử phát triển của tim một thất thì chúng ta thấy như là trong cái slide trình bày này. Thì vào năm 1699, tức là cuối thế kỷ thứ 17, thì Shimino mới có cái bài, cái gọi là cái bài đầu tiên trình bày về một cái trường hợp có tim có hai nhĩ và một thất. Và vào mãi đến vào đầu những năm 20, thế kỷ 20, thì những cái nghiên cứu thực nghiệm trên động vật, đặc biệt là trên các loài lưỡng cư, thì người ta mới phát hiện được rằng với cái áp lực của tĩnh mạch, hệ thống đó, cái áp lực tĩnh mạch đó đủ để mà đẩy máu nó về cái tĩnh mạch phổi, và với cơ sở đó thì người ta bắt đầu mới nghiên cứu vào những bệnh tim một thất, và có khả năng người ta nghĩ rằng có thể người ta không cần phải dùng đến động mạch mới đẩy được máu đi, mà có thể là máu tĩnh mạch. Thì từ những năm, những nghiên cứu vào năm 1940 đó, thì trải qua một khoảng thời gian qua cái phẫu thuật Lansing, thì đến năm 1971, mà thực sự ra thì năm 1968, Fontan và Bode đã phẫu thuật, và năm 1971 thì hai ông đã công bố cái công trình đầu tiên trên 3 bệnh nhân, và đó là cái phẫu thuật được đặt tên theo Fontan, Francis Fontan, đó là phẫu thuật Fontan. Đó là cái mà chúng tôi sẽ trình bày ngày hôm nay. Thì vào năm 1985, Hopkins và đã gọi là điều chỉnh lại cái Lansing vào năm 1958. Thì Lansing vào năm 1958 đó, nó đi một chiều thôi. Thì năm 1985 người ta điều chỉnh lại thành cái Lansing hai chiều, và cho cái dòng máu từ tĩnh mạch phía trên đổ về cả bên phải lẫn bên trái. Năm 1988 thì Jonas đầu tiên đã phẫu thuật cái đường hầm bên trong nhĩ, và năm 1990 thì chúng ta có cái sử dụng cái ống ghép mà ngoài tim, đó là extra cardiac conduit. Thì đây là cái phương pháp mà hiện nay theo tôi nghĩ là ở Việt Nam các phẫu thuật viên như anh Viên, bác sĩ Khang thì thường là sử dụng nhất, đây là cái ống ghép ở bên ngoài tim. Thường chúng ta ít có dùng cái đường hầm ở bên trong tim vì kỹ thuật nó phức tạp hơn. Thì đó là một số cái nét điểm qua về cái phát triển hiểu biết cũng như phát triển trong cái lĩnh vực nghiên cứu tim một thất và cái phẫu thuật điều trị tim một thất. Thì đây là cái phẫu thuật Phong Tân mà người ta vẽ đầu tiên đó, các bạn thấy ở đây nó ông Phong Tân ông phẫu thuật trên một cái bệnh nhân tim teo van ba lá, rất là thông minh, bởi vì khi teo van ba lá thì cái thất chính là cái thất phải, cái thất trái, và chính cái thất trái đó nó đảm bảo được cái tiên lượng tốt về lâu về dài. Như các bạn thấy ở đây ông vá lại cái lỗ thông tiên nhĩ, cắt vá lại lỗ thông tiên nhĩ. Ở đây đầu tiên ông có một cái van vào tĩnh mạch chủ dưới, vào tĩnh mạch chủ trên, nối cái nhĩ trái, cái nhĩ phải vào thân động mạch phổi, và ở đây cũng có cái van và nối cái tĩnh mạch chủ trên vào trên cái động mạch phổi phải. Ở đây là cái Lansing, đây gọi là Lansing cổ điển, đây chỉ nối vào một cái bên động mạch phổi phải. Thì đây là cái phẫu thuật Phong Tân đầu tiên, và nó là cái thời điểm để tạo nên một cuộc cách mạng trong điều trị tim bẩm sinh một thất. Thì về cái định nghĩa tim một thất là gì, ở đây chúng ta có một cái chữ tim một thất chức năng, là bởi vì sau này chúng tôi sẽ nói có những trường hợp nó có hai thất, nhưng mà
nó chỉ hoạt động như là một cái thất chức năng, cho nên chúng ta gọi chung gọi là functional single ventricle, tim một thất chức năng. Thì đây là một nhóm cái dị tật tim bẩm sinh phức tạp và đa dạng ở tim, mà hiện nay có thể trong tương lai thì chúng ta có thể phẫu thuật được, nhưng mà hiện nay chúng ta chưa thể phẫu thuật để sửa chữa tạo nên hai thất có chức năng do những tổn thương đặc thù về giải phẫu, cho nên cuối cùng chúng ta sẽ chuyển về cái tim một thất chức năng và chúng ta phẫu thuật theo cái hướng phân tầng. Thì tim một thất ở đây chúng ta có thể thấy có thể là thất chính có hai đường vào. Cái thất chính mà hai đường vào thì thường nhất đó là cái thất trái hai đường vào. Cái thất trái hai đường vào là cái mà gọi là cái tim bẩm sinh hai đường vào thường gặp nhất. Rồi có thể là teo một cái van tim, có thể teo van ba lá như là trong cái bệnh tim và phong tần phẫu thuật, hoặc là teo van hai lá. Thì teo van hai lá thì cái thất chính của nó sẽ là thất phải, nó sẽ xấu hơn. Cũng có thể là một cái bệnh lý mà có van nhĩ thất chung và cái thất đó mất cân bằng. Thì đây thì các bạn làm tim bẩm sinh thì các bạn thường sẽ gặp nhất là trong cái đồng phân nhĩ phải có một cái kinh nhĩ thất toàn phần, và cái thất trái thì thiểu sản và thất phải thì ưu thế. Cái thường gặp ở phương Tây nữa đó là cái hội chứng tim trái thiểu sản. Thì trước đây mình nghĩ là ở phương Tây nó gặp nhiều, Việt Nam gặp ít, nhưng mà khi mà từ cái lúc anh Tuyến làm siêu âm tim gọi là tiên phong ở Việt Nam tim làm tim bẩm sinh bào thai, thì chắc có lẽ là cái tim bẩm sinh mà tim gọi là thiểu sản thất trái chúng ta gặp cũng rất rất là nhiều. Tuy nhiên cái việc ra đời nó có thể ít hơn, nhưng mà trong cái siêu âm thì chúng ta có thể gặp nhiều hơn. Thì đây là cái dịch tễ và cái diễn tiến tự nhiên của tim bẩm sinh một thất chức năng. Thì người ta tính là khoảng có 54 ca trên 1 triệu lần sinh sống. Ở phương Tây thì cái hội chứng tim trái thiểu sản nó nhiều hơn teo van ba lá, và nó nhiều hơn là cái thất trái hai đường vào. Thì cái, nếu mà chúng ta thấy, nếu như mà cái tim bẩm sinh đó một thất đó mà là thất trái hình thái thì 70% nó sẽ tử vong trước 16 tuổi. Còn nếu như cái tim đó là cái thất phải ưu thế thì 50% nó sẽ tử vong sau 4 năm chẩn đoán, có nghĩa là cái tiên lượng của nó cực kỳ xấu. Thì cái sinh lý bệnh thì các bạn thấy các yếu tố nằm quyết định nhất đến cái sinh lý của tim một thất, đó là cái sự cản trở dòng máu đi ra khỏi tim, cái cản trở của dòng máu đi vào tim và đi qua vách liên nhĩ. Thì nói một cách đơn giản là nếu như tim một thất đó mà chúng ta có hẹp cái đường ra thất trái thì chắc chắn cái việc phẫu thuật mà chúng ta phẫu thuật xong mà vẫn thấy hẹp đường ra thất trái thì sau đó cái chức năng tâm trường của thất trái nó, cái thất chính đó nó sẽ kém và cuối cùng cái phòng tần nó sẽ bị fail. Hoặc là cái dòng máu đi vào tim như là hẹp tĩnh mạch phổi, nếu chúng ta có hẹp tĩnh mạch phổi thì chắc chắn là cái việc phẫu thuật về Glenson hay là phong tần của ta cực kỳ là khó khăn. Hoặc là cái dòng máu đi qua vách liên nhĩ, càng nếu như tim đó mà tim một thất thất phải mà dòng máu đi về bên trái cuối cùng nó là hẹp cái chỗ cái không liên nhĩ, thì rõ ràng cái phẫu thuật của chúng ta sẽ không có thể nào thành công. Chính vì lý do đó mà phẫu thuật viên chắc chắn bao giờ cũng sẽ phải đảm bảo một điều rằng cái đường thoát của tim thất chính đó sẽ không bao giờ được bị hẹp. Cái dòng máu đi vào tim ở tĩnh mạch phổi sẽ không được hẹp, và cái vách liên nhĩ bao giờ cũng phải rộng rãi để nó không có cản trở dòng máu ở trong tim. Bởi vì cản trở dòng máu đó ở trong tim thì nó sẽ cản trở dòng máu ở phổi, và cản trở dòng máu ở phổi thì dòng máu của tĩnh mạch nó về sẽ kém. Chúng ta sẽ thấy rằng cái hồi lưu tĩnh mạch phổi về hệ thống kháng lực mạch máu phổi và mức độ hở van nhĩ thất, thì đây là những cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Trước đây chúng ta có cái 10 điều răn của chú sách, nhưng mà bây giờ đây là 5 cái yếu tố còn lại sau khi mà chúng ta phát hiện là trước đây do cái điều kiện phẫu thuật, điều kiện hồi sức cũng như theo dõi nó kém, cho nên người ta đưa ra 10 cái điều. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần 5 điều này, và đặc biệt là chúng ta thấy ở đây cái kháng lực mạch máu phổi và mức độ hở van nhĩ thất, thì đây là cái mà chúng ta thường gặp nhất ở trên lâm sàng khi mà chúng ta có một cái tim bẩm sinh một thất mà hở van nhĩ thất. Thì cái việc hở van trung bình hay trung bình nặng, cái việc là sửa hay không sửa, và sửa xong nó sẽ như thế nào, hoặc là sửa xong rồi thay xong chúng ta lại có một cái van cơ học vào đó, van cơ học vào đó chúng ta sẽ có một cái cục huyết khối riêng đó nữa, thì câu chuyện sẽ vô cùng phức tạp. Thì đó là những cái yếu tố mà nó quyết định cái sinh lý của tim một thất. Về cái tiếp cận chẩn đoán,
thì chúng tôi cũng sẽ nói nhanh. Cái điện tim thì nó chỉ thực sự đối với tôi, điện tim nó chỉ có một cái giá trị là coi thử nó có loạn nhịp hay không thôi. Chứ còn lúc đó mà ngồi mà suy nghĩ là cái tim nào mà thất nào mà ưu thế rồi đó thì nó không có. Cho nên điện tim nó chỉ có một cái giá trị duy nhất đó là về nhịp. X quang ngực thì nó cũng khó mà theo cái kinh điển được, nhưng mà nó sẽ có cái gợi ý nếu như cái bóng tim nó lớn thì có thể gợi ý là quá tải thể tích. Và cái X quang phổi nó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được cái tuyến máu phổi, ví dụ như tăng giảm bình thường hoặc là nó bất đối xứng, và có thể là có một cái số dấu đặc biệt trên cái một số bệnh tim bẩm sinh. Và chúng ta nói qua cái phương tiện cực kỳ quan trọng là cái phương tiện hàng đầu. Hàng đầu chứ không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất thì bác sĩ Quốc không đồng ý. Siêu âm Doppler tim là cái phương tiện hàng đầu, bởi vì nó là first line, thì nó giúp cho chúng ta chẩn đoán được có hay không, và chúng ta đưa ra được những định hướng về cái xử trí tiếp theo cũng như chẩn đoán tiếp theo. Vậy thì yêu cầu của một cái siêu âm tim Doppler nó phải có một cái tiếp cận hệ thống và hoàn chỉnh. Chúng ta phải đánh giá được cái tổn thương giải phẫu học, chúng ta phải tiên lượng được cái huyết động nó như thế nào, và phải phát hiện những cái bất thường đi kèm nó có thể giúp hoặc là nó cản trở cái phẫu thuật. Và với cái siêu âm tim đó chúng ta có thể định hướng được điều trị. Tuy nhiên siêu âm tim thì nó cũng sẽ có cái một số cái khó khăn, ví dụ đánh giá những cái mạch máu phổi thì đôi khi chúng ta đánh giá được với trẻ em nhỏ, nhưng mà lớn lên thì khó, người lớn hơn thì khó, cũng khó đánh giá được cái áp lực phổi một cách chính xác. Cái mắc ca nó có nhiều hoặc là nhỏ chúng ta cũng không có thể nào hình dung ra được. Và đặc biệt là đôi khi chúng ta gặp một số cái người cũng khá lớn rồi thì cái siêu âm tim trong những cái trường hợp này nó sẽ hạn chế rất là nhiều. CT scan thì không cần thiết nếu mà siêu âm tim đầy đủ, và chủ yếu thì nó chỉ đánh giá cái mạch máu ở ngoài tim và giúp cái đánh giá cái đường thở và cái nhu mô phổi, thì đó là cái giá trị của CT scan. Cái thông tin chẩn đoán thì lát nữa bác sĩ Quốc sẽ nói. Nó có giá trị là gì? Thứ nhất là nó đánh giá chi tiết về giải phẫu và chức năng, và người ta khuyến cáo là luôn làm trước cái phẫu thuật Glanson, và dĩ nhiên là bắt buộc trước cái phẫu thuật phong tần. Thì thực sự ra trước đây á, khi chúng ta có cái một trường hợp nào đó, ví dụ như tim bẩm sinh teo van ba lá hoặc hẹp phổi nữa, chúng ta nghĩ rằng ok, trường hợp này chắc là phổi được bảo vệ cho nên chúng ta không cần phải thông tim. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái việc thông tim nó không phải là quá phức tạp, và nó cũng đó là một cái trường hợp bắt buộc. Cho nên ở bệnh viện Đại học Y Dược thì bắt buộc là phải trước phong tần, trước Glanson và trước phong tần chúng ta đều phải phải làm. Dĩ nhiên khi mà chúng ta thông tim thì chúng ta có thể can thiệp được, chúng ta tắt cái mắc ca, chúng ta tắt được cái dị dạng mạch máu, và cái đặt stent thì chúng ta có thể nong hoặc là đặt stent. Thì đó là cái trường hợp bác sĩ Quốc sẽ trình bày sau. Cộng hưởng từ thì càng ngày nó sẽ có càng có vai trò. Tuy nhiên là ở Việt Nam chúng ta sau bao nhiêu năm thì nó vẫn không phát triển được nhiều, là bởi vì nó quá phức tạp. Ví dụ như bệnh viện Đại học Y Dược hiện nay, nếu như chúng ta đăng ký một cái CT, CT thì có thể làm trong ngày, nhưng mà MRI đôi khi một tháng, có khi là đi từ ngoài miền Trung bay vào đăng ký cái CT, đăng ký cái MRI chờ 3 tuần sau. Thì rõ ràng là cái việc đó mà cái MRI mà MRI tim thì nó còn phức tạp hơn nữa. Cho nên hầu như rất ít có cơ sở nào chịu làm MRI tim, cũng ít có bác sĩ nào mà ngồi mà lọ mọ 30 phút, 1 tiếng rưỡi, thậm chí trong từng giai đoạn đầu đôi khi mất 2 tiếng để làm một cái MRI tim. Cho nên tôi thấy đến bây giờ thì MRI tim nó cũng chỉ là chụp vào để coi thử có sơ hóa hay không thôi, chứ còn để mà đánh giá tất cả những huyết động hầu như chưa có làm được. Đó là cái tiếp cận xử lý. Cái chẩn đoán thì bây giờ chúng ta nói về cái phần chính và cái yêu cầu lý tưởng trong cái điều trị phong tần. Thì dĩ nhiên phần sau mỗi người sẽ nói về sâu hơn, chúng tôi chỉ đi chung thôi. Thì đây là 10 cái điều quy định, gọi là 10 điều răn. Thì chúng ta thấy thứ nhất nó yêu cầu là áp lực động mạch phổi trung bình phải dưới 15, kháng lực phổi phải dưới 2 đơn vị Wood, kích thước động mạch phổi phải đảm bảo theo cái chỉ số Nakata hoặc là Magul, và không có hẹp động mạch phổi, không có sắn vặn động mạch phổi, chức năng tâm thu tâm trương của thất trái trong giới hạn bình thường, cái thất đó, cái thất hệ thống nó trong giới hạn bình thường, và van nhĩ thất không hẹp hở, không có phì đại hoặc hẹp đường thoát hệ thống, không có bất thường tĩnh mạch hệ thống hoặc tĩnh mạch phổi, và tuổi thì trên 2 tuổi, và không có rối loạn nhịp bắt buộc phải đặt máy tạo nhịp. Thì đây
là 10 cái điều kinh điển trước đây người ta yêu cầu. Nhưng mà như tôi đã nói đó, thì tới bây giờ thì chúng ta mở rộng hơn. Cho nên có một số yêu cầu chúng ta bỏ đi và chỉ còn lại 10 cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi vừa trình bày phía trước. Thì 10 trong cái 10 điều đó, thì một trong những cái quan trọng nhất đó là kháng lực mạch máu phổi. Cho nên cái vai trò của người thông tin cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá kháng lực mạch máu phổi. Và cái hở van nhĩ thất, hở và hẹp van nhĩ thất, thì đó là vai trò cực kỳ quan trọng của phẫu thuật viên. Làm sao trước khi phong tần chúng ta đảm bảo được một cái van nó phải không có hở quá nhiều. Vậy thì để mà đảm bảo được tất cả những cái yêu cầu đó, thì người ta nói rằng ngay sau khi sinh thì cái việc mà chúng ta xử trí trước phong tần, chúng ta xử trí đó để mà nhắm rằng 1 năm, 2 năm, 3 năm sau chúng ta phẫu thuật phong tần, thì ngay sau sinh chúng ta phải lập tức chúng ta làm việc bảo vệ phổi liền, để mà sau này chúng ta mới có thể có được một cái giường mạch máu phổi đảm bảo cho cái việc phẫu thuật phong tần. Vậy thì đây là cái trường hợp chúng ta nói về cái phẫu thuật theo giai đoạn như hiện nay chúng ta đang làm. Chắc chắn là cái phẫu thuật phong tần chúng ta không thể nào làm trong cái giai đoạn sơ sinh, dĩ nhiên. Và cả cái phẫu thuật lên sinh nữa chúng ta cũng không làm được trong giai đoạn sơ sinh, do cái áp lực và cái kháng lực mạch máu phổi cao. Cái đó thì các bạn biết rồi. Vậy thì phẫu thuật nhiều thì nó sẽ cho phép cái gì? Thứ nhất là nó thích nghi dần dần. Thứ hai được là người ta chứng minh rất là rõ ràng, nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ tử vong và bệnh tật chu phẫu. Vậy thì cái giai đoạn đó là giai đoạn gì? Chúng ta thường sẽ có 3 cái giai đoạn chính. Dĩ nhiên nó sẽ giữa các giai đoạn đó chúng ta sẽ có modify, thời gian có thể xích tới xích lui một ít. Nhưng đây là 3 cái mốc chính. Trong cái giai đoạn 1 thì làm sao đó chúng ta, một là chúng ta cung cấp máu lên phổi nhiều hơn nếu như cái phổi đó không đủ máu, hoặc là nếu như cái phổi đó mà máu quá nhiều thì chúng ta phải giảm bớt cái lượng máu lên phổi, để làm sao đó chúng ta đảm bảo được một lượng máu vừa phải, giữ được, bảo vệ được cái mạch máu phổi và cho đứa trẻ nó phát triển là đủ lớn để mà chúng ta có thể bước qua cái giai đoạn 2. Thì cái hình này là cái hình kinh điển. Trước đây chúng ta thường sử dụng cái modify phong tần để mà cung cấp máu nó vào trong cái động mạch phổi để mình cho đứa trẻ nó lớn lên, cho cái giường mạch máu phổi nó lớn. Qua giai đoạn 2 thì lúc đó theo kinh điển thì chúng ta sẽ cắt đi cái petition mà chúng ta sẽ phẫu thuật lan sinh, nối cái tĩnh mạch chủ trên vào cái động mạch phổi. Thì đây là cái bước thứ hai là khoảng 6 tháng. Và sau đó thì chúng ta sẽ phẫu thuật toàn bộ là nối cái tĩnh mạch chủ dưới vào cái hệ mạch phổi thông qua cái ống ghép màng ngoài tim. Đây là 3 cái giai đoạn mà chúng ta đi thông thường, để mà dễ hiểu nhất là 3 giai đoạn như vậy. Thì cái giai đoạn 1 thì như bạn thấy, như hồi nãy chúng ta nói rồi, nếu như mà lượng máu phổi nó ít thì chúng ta phải làm tăng lượng máu phổi lên. Còn nếu nó nhiều quá thì chúng ta phải giảm xuống, làm sao đó đảm bảo vừa phải. Thì giai đoạn 1 là gì? Mục đích của chúng ta là giải phóng tất cả các tắc nghẽn ở tuần hoàn hệ thống. Cái tuần hoàn hệ thống mà có tắc nghẽn thì chúng ta phải giải phóng. Ví dụ như hẹp eo động mạch chủ hoặc gì đó, chúng ta phải giải phóng nó trước để làm sao mà đảm bảo cái thất chính đó nó sẽ không bị phì đại. Bởi vì nó mà nó phì đại thì cái chức năng tâm trường nó sau nó suy giảm, nó sẽ ảnh hưởng đến cái phổi. Đảm bảo cái lưu lượng máu chỉ vừa đủ, ở đây có chữ vừa đủ, tức là cái lượng máu liên phổi đó nó đủ để cung cấp oxy cho cơ thể, đủ để phát triển cái mạch máu phổi và giảm thiểu cái kháng lực mạch máu phổi và quá tải thất. Đó là cái mục đích của giai đoạn 1. Vậy thì với để đảm bảo được mục đích đó, chúng ta sẽ có cái giải pháp. Nếu như cái dòng máu từ tim ra động mạch chủ mà không tắc nghẽn, bị tắc nghẽn, thì chúng ta sẽ tạo qua động mạch chủ phẫu thuật DKS, phẫu thuật Norwood. Thì đây là cái thứ nhất, đảm bảo cái dòng máu vừa đủ liên phổi. Thì nếu như máu liên phổi nhiều quá thì chúng ta phải làm BA bending, hoặc là nếu là máu liên phổi ít quá thì chúng ta phải làm sinh chủ phổi. Thì sinh chủ phổi đó có thể là qua PT sinh, cái này thường bây giờ ít dùng rồi, chúng ta dùng central sinh, hoặc là hiện giờ cái mà chúng ta đang làm nhiều nhất, bác sĩ Quốc đang làm nhiều nhất, đó là BDA stenting, thay cho cái một cái phẫu thuật nặng nề chúng ta đặt stent ống động mạch hoặc là stent cái đường thất phải gì đó cũng được. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ lấy đại diện là BDA stenting. Rồi, nếu như mà dòng máu vào thất chính bị cản trở thì chúng ta sẽ làm phẫu thuật Raskin, đặt stent qua vách liên nhĩ. Có thể trong một số trường hợp nó không qua giai đoạn 1. Nếu như mà tim đó một thất có hẹp phổi và có dòng máu hạn chế nhưng mà nó không quá thấp, thì ví dụ như trường hợp hẹp phổi hoặc teo van ba lá, đôi khi chúng ta
không cần cái phẫu thuật trường hợp đó, mà sau đó chúng ta đi thẳng qua cái lancing. Thì đó là cái giai đoạn 1. Các bạn thấy đây là cái hình vẽ tương đối, có lẽ là lát nữa các bạn các báo cáo viên khác sẽ nói sau. Đây là cái trường hợp PI bending để làm sao đó chúng ta hạn chế cái dòng máu lymph phổi. Nếu nhiều quá, máu lymph phổi nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng, nên chúng ta sẽ làm giảm. Hoặc là nếu máu lymph phổi ít quá thì chúng ta có thể phẫu thuật PTCN, hoặc là như chúng tôi vừa nói, bây giờ chúng ta đặt stent ống động mạch để làm đảm bảo dòng máu lymph phổi. Đó là cái giai đoạn 1. Cái giai đoạn 2 thì chúng ta mục đích là chúng ta tăng cường cung cấp máu cho phổi, giảm tải cái thể tích cho cái thất trung đó. Bởi vì nếu mà toàn bộ máu nó đi vào cả tĩnh mạch chủ trên chủ dưới nó đều và tĩnh mạch phổi đều vào trong một thất thì nó sẽ bị lâu, nó sẽ quá tải. Cho nên chúng ta giảm bớt. Và cái mục đích thứ ba là chuẩn bị cho các phẫu thuật không tăng. Thì đây là ông Glenn vào năm 1958, ông đưa ra cái giải pháp là phẫu thuật Benson và ông sửa chữa cái tập đi kèm, để lúc đó ông phẫu thuật này nhằm một cái mục đích là làm giảm cái độ tím, tức là tăng cường máu vào phổi. Và ông phẫu thuật bằng cách là nối cái động mạch chủ trên vào cái động mạch phổi phải. Động mạch phổi phải lúc đó bị cắt ra và nối thẳng vào cái động mạch phổi phải. Thì đó là cái phẫu thuật Glenson. Thì đây cái hình các bạn thấy phẫu thuật Glenson. Thì sau này người ta phát hiện là một vài năm em bé mới đầu chúng ta phẫu thuật thì thấy đứa trẻ vậy SPO2 nó đỡ lên, tăng lên, ít tím đi. Nhưng mà khoảng 2-3 năm sau tự nhiên nó tím lại. Thì rõ ràng các bạn đều biết hết rồi. Bởi vì cái dòng máu ở cái tĩnh mạch chủ trên, phần trên của cơ thể nó đi về phía bên phải. Và ở đây nó không nhận máu từ gan lên, cho nên không có yếu tố gan. Do vậy vì thiếu yếu tố gan cho nên ở phía bên phổi phải này nó sẽ hình thành nên các bất thường về mạch máu gọi là AVM. Và chính vì lý do đó mà sau này người ta bỏ đi cái phẫu thuật Glenson. Bỏ đi cái phẫu thuật Glenson và mãi đến năm 1985 khi người ta thấy rằng có thể cái phẫu thuật Glenson này chúng ta thay đổi đi bằng cách là chúng ta nối cả vào cái bên phải lẫn bên trái và chúng ta cho phép một dòng máu từ gan lên để nó đi qua bên này, thì lúc đó chúng ta sẽ không có cái AVM nữa. Thì cái Glenson nó lại được hồi sinh vào năm 1985 và cho đến bây giờ chúng ta vẫn sử dụng. Thì cái giai đoạn 3 là gì? Cái giai đoạn 3 thì cái này chúng ta phẫu thuật không tăng, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái việc đánh giá về huyết động trước khi phong tân, trước khi phẫu thuật phong tân thì chúng ta phải đảm bảo được hai điều. Cái thứ nhất là chúng ta phải tiên lượng được cái phổi nó sẽ phản ứng như thế nào và cái tim nó sẽ phản ứng như thế nào sau khi mà chúng ta hoàn thành cái phẫu thuật phong tân. Chính vì vậy đây là cái điều cực kỳ quan trọng bác sĩ Quốc sẽ phải trình bày trong cái phần sau. Cái giai đoạn 3 thì các bạn thấy rồi, chúng ta có thể như là trước đây phong tân làm, chúng ta nối cái nhĩ phải trực tiếp vào cái động mạch phổi. Cái này chúng ta bỏ rồi. Bởi vì sau khi mà nối như thế này á, trước đây phong tân nghĩ rằng cái nhĩ này nó có vai trò co bóp, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái vai trò co bóp của nhĩ phải này đưa vào cái động mạch phổi. Nhưng mà sau này người ta thấy cái nhĩ này càng ngày nó càng lớn và nó rối loạn nhịp kinh khủng lắm, cho nên người ta bỏ cái việc mà nối trực tiếp của nhĩ phải vào động mạch phổi, cái của phong tân. Một cái phẫu thuật nữa là chúng ta có thể làm cái đường hầm bên. Cái đường hầm bên thì chúng ta lấy một phần của đi trong ở trong tâm nhĩ và chúng ta lấy một phần của cơ nhĩ. Nó có được cái lợi thế là cái ống ghép này, cái ống này nó sẽ lớn theo thời gian, bởi vì nó có sử dụng một phần của cái tim của em bé, cho nên là khi nó lớn lên thì nó sẽ vẫn không có bị hẹp, không cần phải thay. Và chúng ta có thể làm sớm được, đó là cái đường hầm bên. Và cái mà chúng ta thường sử dụng đây, dễ nhất, thường làm nhất, đó là cái ống ghép ở ngoài tim. Thì đó là ba cái phương pháp. Thì đây là một số cái vấn đề thực hành như chúng tôi đã nói rồi. Trước đây thì chúng ta nghĩ rằng tim một thất là coi như bỏ. Bây giờ thì chắc chắn là có thể là một số bác sĩ sản hoặc là một số bác sĩ không phải tiếng bác sĩ làm siêu âm tim bào thai, đôi khi họ có khuynh hướng sẽ thôi đứa này ra đời cũng khổ lắm, cho nên thường thường nó bỏ. Và cái đây là không phải ở Việt Nam, ở Đức người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng hầu như các bậc cha mẹ khi mà siêu âm tim chẩn đoán được tim một thất á, thì hỏi họ thì họ nói là họ sẽ quyết giữ đến cùng, nhưng mà gần như là 95% họ nói sẽ giữ con.
Nhưng mà sau đó thì 70% bị phá thai lúc nào không biết. Có nghĩa là nói thì nói vậy đó, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng bị phá thai. Họ cũng cho chấm dứt. Thì ở Việt Nam mình cái trường hợp đó mình không có nghiên cứu, nhưng mà chắc chắn là cái tỷ lệ này chấm dứt thai kỳ nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì chúng ta thấy rằng nếu như trong cái trường hợp mà trong ở giai đoạn 1 á, chúng ta thấy nếu chúng ta không can thiệp kịp thời thì với một số bệnh tim bẩm sinh phụ thuộc ống hoặc là cái tổn thương Bách Lý Nhĩ hạn chế, chúng ta không can thiệp kịp thời thì chắc chắn nó sẽ tử vong. Cái này thì có lẽ là chúng ta sẽ cũng sẽ không không đi sâu hơn nữa. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng tôi muốn gửi cho các bạn thấy, đây là hình ảnh của một cái gland sinh cổ điển, khi người ta nối cái tĩnh mạch chủ trên vào bên phải và sau đó người ta xuất hiện cái trường hợp một cái AVM đây, và sau khi đó người ta xích đào cái lên trên đó, người ta nối lại vào cả hai bên động mạch phổi. Thì sau khoảng 6 tháng thì cái này nó mất đi, khi mà nó có yếu tố của gan lên thì nó sẽ mất đi. Hồi trước thì chúng ta cũng có một số cái vấn đề và cần phải thực hành, là tôi với bác sĩ Khang hay cãi nhau là trong trường hợp nào thì để ống ghép để cửa sổ, trường hợp nào thì không để. Thì với bác sĩ nội khoa thì chúng tôi luôn luôn, nội khoa mà có làm hồi sức nữa, chúng tôi luôn luôn là muốn có để cái cửa sổ, cũng như giống như trong phẫu thuật mà tư chứng pha lô nguy cơ cao thì chúng tôi luôn luôn muốn có cái BFO để làm gì, để đảm bảo cái giai đoạn sau hậu phẫu nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà bác sĩ phẫu thuật thì đôi khi cứ nghĩ là ok, cái trường hợp này ngon lành làm thẳng luôn chứ không không cần phải đặt cái cửa sổ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái cửa sổ đó thì bây giờ nó cũng khá là đơn giản, các bạn để một cái cửa sổ như vậy, sau đó 6 tháng 1 năm chúng ta đánh giá lại và biết một cái rất là dễ dàng. Thì cái này chúng ta cũng có thể bàn thảo sau khi cái phần trình bày vào buổi trưa này. Thì cái cửa sổ ống ghép các bạn thấy nó giống như một cái van dự phòng, nó sẽ được chứng minh rất là rõ ràng rồi, nó giảm cái thời gian phải đặt dẫn lưu, nó giảm cái thời gian nằm viện, tuy nhiên nó giảm cái SpO2. Nhưng mà giảm SpO2 này nó không quan trọng trong giai đoạn đầu, khi mà cái tim nó chưa có đủ chức năng thì cái SpO2 nó giảm. Nhưng mà khi mà cái mạch máu phổi 1 tuần 2 tuần sau khi phẫu thuật rồi, mạch máu phổi nó không còn bị viêm nữa, nó không còn co thắt nữa, tim nó co bóp tốt hơn, thì lúc đó cái dòng máu sẽ lên phổi nhiều hơn là nó đi qua cái cửa sổ, và lúc đó cái SpO2 nó sẽ được cải thiện. Thì sau 6 tháng đến 1 năm thì rõ ràng cái việc đóng cái cửa sổ này nó quá đơn giản, cho nên chúng tôi vẫn muốn là để cái cửa sổ như vậy. Rồi thì như vậy chúng ta thấy rằng cái như trong cái bài trình bày phía sau các bạn cũng sẽ thấy rõ hơn, thì phong tân, cái tuần hoàn phong tân được xem là một cái tình trạng luôn luôn xem nó là một tình trạng suy tim cồn bù, và cái tình trạng suy tim cồn bù đó nó có thể mất bù bất cứ lúc nào nếu như chúng ta có một cái vấn đề gì nó xảy ra, đặc biệt là chu phẫu trước hoặc là trong hoặc là ngay sau cái phẫu thuật. Thì như vậy xin tóm lại cái bài trình bày của tôi là cái tim bẩm sinh một thất thì nó sẽ được phẫu thuật theo 3 giai đoạn chính như vậy, và để chuẩn bị cho cái giai đoạn 3 thì chúng ta phải có kế hoạch rất là sớm ngay sau sinh, trước khi chúng ta làm cái giai đoạn 1. Và với những cái thông tin như vậy thì tôi xin kết thúc cái bài trình bày của mình ở đây. Xin cảm ơn. Alo, xin cảm ơn phó giáo sư Khôi. Thật ra thì cái bệnh lý mà tim một thất này là một cái vấn đề rất là nhức đầu. Chúng tôi là những người đầu tiên làm cái phẫu thuật này ở Việt Nam á, thì thực sự ra thì trong những cái giai đoạn đầu mà để giải thích ra cái tuần hoàn này nó như thế nào á, thì ngay cả những cái bác sĩ chuyên khoa thì cũng khó mà hình dung ra được. Thì cũng rất là cảm ơn bác sĩ Khôi là qua một cái phần trình bày đã có một cái khái niệm tổng quan cho những người tham dự là những cái vấn đề mà của cái bệnh lý tim một thất và cái phẫu thuật không tăng này nó như thế nào.